Phương Biên rất vui khi được gặp lại quý khán giả của đài VNA TV tại thủ đô của người Việt tị nạn Lilo Sài Gòn, miền Nam California trên băng tần 57.3, miền Bắc California San Jose trên băng tần 16.10. Đây là chương trình Good Morning Vietnam America và như thường lệ, ngày thứ hai là sự phối hợp giữa hai đài đáp lời sông núi phát thanh về Việt Nam mỗi đêm nửa tiếng đồng hồ hơn 9 năm qua. Và đại diện cho đài đáp lời sông núi ngày hôm nay là kỹ sư Đàn Giang Đỗ Như Điện, giám đốc điều hành của đài. Trước hết, kính chào anh Đỗ Như Điện. Vâng, kính chào anh Du Miên và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình San Diego. Tuần này mát hẳn anh ạ, và cũng được mở cửa nhiều sinh hoạt kinh tế, mặc dù cũng là bao nhiêu phần trăm đó thôi. Đặc biệt là các tiệm nail, tiệm tóc cũng được mở cửa, thành ra bà con cũng vui. Anh ở dưới đó, đó là khí hậu tốt nhất ở nước Mỹ này, tức là nó không cao, không thấp, lại shower nổi tiếng nhất thế giới đã mở cửa lại. Và dạ đúng. Và cái thứ nhì anh biết, anh ở gần đôi khi mình coi thường, nhưng mà sở thú San Diego là một trong những sở thú nổi tiếng nhất thế giới, không thiếu bất cứ con chim nào hết. À, nhiều con chim đẹp lắm. Các con tôi bây giờ 40-50 tuổi vẫn về dưới đó để coi. Chẳng hạn, nhưng mà phải nói tới hai cái sở thú là ngay nhỉ. Một sở thú ở downtown San Diego, còn một sở thú thiên nhiên ở trên Escondido đi vào đấy. Thì cái sở thú đó là có những con vật từ Phi Châu và người ta có thể đi tram, đi xe chở vào trong để quan sát sư tử, quan sát voi và quan sát các cái giống thú từ vùng Phi Châu đưa về, cũng rất là thú vị anh. Hôm nay là ngày 31 tây tháng 8. Chúng ta còn vài ngày nữa lại tới một cái dịp mà thưa quý vị, ở bên Cộng sản thì nó kêu là cái ngày này là ngày độc lập của nó, ngày 2 tây tháng 9. Nhưng kính thưa quý vị, 2 tây tháng 9 là gì? Khi người Cộng sản cho tới giờ phút này vẫn còn cai trị độc đoán, hà khắc, tàn ác với nhân dân Việt Nam của chúng ta. Kỹ sư Đỗ Như Điện sẽ trình bày về những điều cần phải đề cao cảnh giác với ngày 2 tây tháng 9 của Đảng Cộng sản. Thưa mời anh ạ. Thưa quý khán thính giả, cứ đến dịp ngày 2 tháng 9 và trước ngày đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đưa ra những tài liệu, những bài viết để mà tiếp tục bóp méo lịch sử. Đúng 75 năm trước đây, ngày 2 tháng 9, đúng ra thì ngày 18 tháng 9 năm 1945, đó, tức là cái cuộc người ta gọi là cách mạng, nhưng thật sự ra là một cuộc cướp chính quyền từ tay của Thủ tướng lúc đó là dưới quyền của Hoàng đế Bảo Đại, tức là Thủ tướng Trần Trọng Kim. Thì đến ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh đã nhân cái cuộc biểu tình của quần chúng để mà ủng hộ các cái công cuộc đấu tranh, thì họ đã cướp cái cuộc biểu tình đó để mà Hồ Chí Minh đọc cái bản tuyên ngôn độc lập. Và từ đó đến nay người ta đã dùng cái ngày đó coi như là gọi là ngày độc lập của Việt Nam, và họ vẫn tiếp tục như vậy. Tôi cần phải nhắc lại hôm nay một vài cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng trong suốt 75 năm qua người ta đã bóp méo lịch sử, và đặc biệt là các bạn trẻ sinh ra sau này, sau năm 1975 đó, tức là 45 năm qua, đã được học những lịch sử bị bóp méo, và người ta đổ tội cho tất cả những cái gì mà hậu quả ngày hôm nay là do miền Nam, do từ quốc trưởng Bảo Đại, do từ Pháp, do từ thực dân, do từ Nhật, do từ Hoa Kỳ, mà họ coi đó rằng đây là cái công để mà giành lại độc lập cho Việt Nam, rồi giành lại toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam, rồi thống nhất hai miền Nam Bắc vân vân. Đó là cái công của họ.
Nhưng mà nhìn vào thực tế lịch sử, nhất là gần đây tôi đọc một số những cái bài của những tên bồi bút đã bẻ cong lịch sử, và những cái chuyện mà xảy ra như là từ năm 1945 cho tới năm 1948, khi mà cựu hoàng Bảo Đại trở lại với tư cách quốc trưởng, và một thể chế Việt Nam ra đời, tiếp tục cho tới năm 1954 khi chia đôi đất nước, và từ 1954 cho tới năm 1975 khi mà Bắc Việt tiếp tục tham vọng được Trung Cộng cũng như Nga Xô tiếp tiếp tế vũ khí để mà đánh vào miền Nam, và cuối cùng năm 1975 do cái chính sách của Hoa Kỳ đã rút lui để miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Cho đến ngày hôm nay đất nước của chúng ta đã lạc hậu, thì những cái tài liệu lịch sử đã được viết lại và họ cố tình xóa đi tất cả những cái sai lầm của họ đem cho đất nước Việt Nam, để mà ngày hôm nay nếu toàn bộ cái nền giáo dục của Việt Nam đã được giáo dục sai lầm và viết sai lịch sử suốt 75 năm qua, thì nhân cái dịp này tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ hãy nghiên cứu, hãy tìm hiểu để biết rõ tại sao ngày hôm nay sau 75 năm người ta gọi là cách mạng, là giải phóng, là xây dựng đất nước, thì Việt Nam lại tụt hậu, lại khốn khổ như bây giờ. Và người dân bây giờ trong nước, như chúng ta biết đấy, chỉ có 10% là đảng viên là những người giàu có, còn 90% người dân là nghèo đói và lạc hậu. Thì đó là cái tình trạng thật sự mà do Đảng Cộng sản gây ra, chứ không không do ai khác. Nhưng mà tất cả những cái sai lầm đó họ đều đổ lên đầu những người lãnh đạo miền Nam trước đây, từ cựu Hoàng Bảo Đại cho tới dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, và cho đến bây giờ vẫn là cái di lụy của 75 sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước chúng ta vào cái giai đoạn khốn khó như hôm nay, thưa anh. Cảm ơn kỹ sư Đỗ Như Điền. Kính thưa quý vị, đó là chúng ta nhắc về lịch sử, bây giờ về thời sự. Thì có lẽ là cái tin gây xúc động và chấn động Á Châu trong mấy ngày vừa qua, đó là chuyện của Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe, đã từ chức vì vấn đề sức khỏe. Leo lấy dùm video số 1, mời kỹ sư Đỗ Như Điền phân tích về tin này. Vâng, thưa quý vị, ông Shinzo Abe là một vị thủ tướng đã nắm quyền lần thứ hai và đến nay đã 8 năm, và những chính sách của ông ta đã đưa đất nước Nhật Bản từ những giai đoạn khó khăn về kinh tế, và đặc biệt đi họ vẫn còn đang khó khăn về kinh tế, nhưng mà đã rất ổn định về cả mặt kinh tế lẫn mặt an ninh. Và đặc biệt trong cái giai đoạn vừa qua thì có thể nói rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ đã là hai quốc gia đồng minh hỗ trợ nhau để mà Nhật Bản đứng vững, do dưới cái dù gọi là bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ. Do đó khi mà Thủ tướng Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe, thì chưa biết vị kế nhiệm sẽ là ai, và người ta đang theo dõi rất là sát sao xem là người kế nhiệm sẽ như thế nào. Do đó chúng ta hãy chờ để biết được cái vị thủ tướng kế tiếp xem có tiếp tục, và tôi tin rằng sẽ tiếp tục đi theo những cái chính sách của thủ tướng Shinzo Abe, bởi vì rõ ràng là đường lối của thủ tướng Shinzo Abe đang được người dân ủng hộ. Do đó cái sự ra đi của ông có lẽ rất nhiều người cũng quan tâm và thế giới quan tâm, bởi vì nước Nhật là một trong những cái quốc gia mà đã đi từ chiến tranh, đã đi từ đổ vỡ, đã đi từ thất trận và trở nên một cường quốc. Trước đây là đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ, là bây giờ đứng thứ ba. Nhưng mà nhất Nhật Bản là cái yếu tố hết sức quan trọng ở vùng Á Châu Thái Bình Dương, đối trọng với Trung Cộng ở cái vùng biển đó. Do đó cái việc ra đi của Thủ tướng Shinzo Abe được rất nhiều người theo dõi, và thưa anh và thưa quý thính giả. Và cảm ơn kỹ sư Đỗ Trinh Điện. Bây giờ Leo lấy giùm cho video số 2. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đã đến Hawaii để gặp Ngoại trưởng của nước Nhật giữa tình hình căng thẳng ở Biển Đông
của A Châu, Thái Bình Dương. Thì thưa anh, cái chuyến đi này nó có những kết quả hay là những chỉ dấu nào tốt đẹp không? Thưa anh, đây cả là một cái chiến dịch toàn bộ đã được sắp xếp theo tôi thì rất là tinh tế của chính quyền Hoa Kỳ. Tôi xin nhắc lại là ngoài cái việc mà Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Ratokono họp với nhau ở Anderson và có một cái bản thông cáo chung, thì bên song song với cái chuyện đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Pompeo đã đi Trung Đông và đi Âu Châu. Rồi cái sự sắp đặt mà trong tháng 9 này đó, thì ngoài hai vị đó ra còn có ông gọi là cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cũng sẽ có những cái chương trình từ bây giờ cho tới tháng 10. Do đó chúng ta thấy rằng trong khi Trung Cộng, tức là gửi Ngoại trưởng Vương Nghị đi năm nước Âu Châu, thì trong ấy bên Hoa Kỳ đã mở ra cả một cái chiến dịch chung trên nhiều mặt trận quân sự, ngoại giao, kinh tế, cả từ Á Châu đến Trung Đông cho tới Âu Châu, qua những cái vị mà gọi là quyền chức ở trong chính phủ Mỹ. Như chúng ta thấy thì là ngoài cái việc mà siết chặt gọi là bắt tay trong với Nhật Bản, thì tháng 9 này sẽ có cái cuộc họp giữa Mỹ và gọi là tứ trụ đó, tứ giác kim cương đó, tức là Mỹ, Ấn Độ, Úc Châu và Nhật Bản sẽ có những cuộc họp với những các viên chức của Hoa Kỳ như là Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo và ông O'Brien, tức là cố vấn an ninh quốc gia, bên cạnh cái việc mà họp như là tuần ngày hôm qua với vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật để mà hoạch định siết chặt hợp tác với nhau, mà rõ ràng là cái hợp tác này nó có tính cách toàn cầu của Mỹ để mà bao vây Trung Cộng về cả phương diện kinh tế lẫn phương diện ngoại giao và phương diện thương mại ở cái vùng đặc biệt là vùng Á Châu Thái Bình Dương. Thì nếu chúng ta nhìn toàn cảnh như vậy thì rõ ràng là cái sự hung hăng của Trung Cộng ở Biển Đông, cũng như là Vương Nghị đi Pháp, đi Ý, là để củng cố lại cái uy tín mà đã đang suy giảm ở hầu như khắp toàn cầu. Thì trong khi ấy, Hoa Kỳ mở ra một cái vòng đai bên ngoài và từ từ siết lại về nhiều phương diện. Do đó chúng ta sẽ thấy từ nay cho tới tháng 10 có lẽ sẽ có rất nhiều biến động về những phương diện này, thưa anh và thưa quý giả. Và cảm ơn anh kỹ sư Nguyễn Chí Điện. Mặc dù anh mệt sau một ngày làm show kỷ niệm 9 năm đài đáp lời sông núi mà anh không có ảnh hưởng. Tôi cứ nghĩ cái gì đó mà người ta họp ông ngoại trưởng này với ngoại trưởng Mỹ với Nhật họp ở Anderson, Guam, mà tôi lại nói là qua bên Hawaii, anh thấy không? Xin lỗi quý khán giả, là hai ông ngoại trưởng này họp tại Guam. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Ha ha ha!